Thưa quý vị, gần đây trên mạng xã hội ở Việt Nam xôn xao câu chuyện Nhật Bản sẽ cấm sản xuất và sử dụng lò vi sóng ở nước này trước cuối năm nay, và nếu như chủ doanh nghiệp nào vi phạm sẽ bị phạt tù từ 5 đến 15 năm. Theo thông tin lan truyền trên mạng, quyết định này là nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân Nhật. Và tính đến sáng ngày hôm nay thì thông tin này ngay lập tức nhận được hơn 6.800 lượt chia sẻ. Có thể hiện tại số lượt chia sẻ và lượt tương tác của bài đăng này cũng đang tiếp tục tăng lên. Vậy thưa quý vị, theo thông tin từ nhà chức trách Nhật Bản được hãng tin Pháp AFP đăng tải thì đây không phải là thật. Tất cả bắt nguồn từ một bài viết đăng trên một trang web châm biếm của nước ngoài và sau đó đã lan rộng bằng nhiều ngôn ngữ tại nhiều quốc gia. Tháng 3 vừa qua, trang web panorama.pop của Nga đã xuất bản một bài báo với nội dung Chính phủ Nhật Bản quyết định cấm sản xuất và sử dụng lò vi sóng ở nước này kể từ cuối năm nay. Tất cả công dân và tổ chức không tuân thủ đều bị đe dọa với án tù từ 5 đến 15 năm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Panorama.pop chỉ là một ấn phẩm online châm biếm, và bài viết cũng ghi rõ rằng đây là tin đùa và trái ngược hoàn toàn so với thực tế. Nhưng thông tin do trang web này đăng tải đã khiến nhiều cửa hàng nhầm tưởng là tin tức chính thống. Thông tin trên báo mạng cũng thi nhau lan truyền. Thậm chí, bài đăng sau đó được dịch sang ít nhất 3 ngôn ngữ khác là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập và tiếng Anh, và trở nên hút view trên các nền tảng mạng xã hội. Nhật Bản không cấm lò vi sóng, và thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên có tin đồn về một quốc gia cấm lò vi sóng mà lại chiếm được lòng tin của cộng đồng mạng đến vậy.